Annyeong, xin chào các bạn đã quay trở lại với cái vlog của Changmon. Hôm nay là thứ bảy với chuyên mục kể chuyện bé nghe. Mình sinh ra và lớn lên trong một cái môi trường rất là khó khăn và cực khổ. Thì trong cái môi trường như vậy, mình tiếp xúc rất nhiều với những con người, đặc biệt là bạn bè của mình á. Đa số tụi nó đều là những đứa mà bán vé số, bán ve chai, là những công việc rất là nặng nhọc vân vân. Thì qua cái tiếp xúc những môi trường như vậy, mình cảm thấy là đất nước của mình á, những cái đứa bé như vậy còn rất nhỏ mà phải chịu những cảnh rất là cơ cực như vậy. Cho nên là có một hôm mình báo lên Facebook của mình á, và mình cũng có một cái số liệu thống kê là so với khu vực mình đang sống ấy, thì nước Việt Nam mình vẫn là một những nước rất là nghèo. Mình bó ra như vậy á, thì có một số bạn vào kêu là ôi Việt Nam giờ mà còn nghèo nữa, trời xin lỗi, nhưng Việt Nam không có nghèo đâu. Không biết các bạn suy nghĩ như thế nào, nhưng mà đối với mình suy nghĩ như vậy nè. Việt Nam vẫn nghèo nếu mà những cái thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ con, thế hệ những đứa vị thành niên đấy, mà vẫn còn phải đi làm cực khổ nè, không được đi học đến trường, rồi không được ăn uống đầy đủ, đó là nước Việt Nam vẫn còn nghèo. Các bạn có biết không, có một ngày kia đó, thì mình đang đi dẫn đứa cháu mình đi ăn phở, thì có một con bé rất là tội nghiệp, nó khoảng 3-4 tuổi thôi, à 3-4 tuổi thì nói quá, à lớp 3, lớp 4 chứ, nhiều quá tuổi thôi, nhưng mà như không đi học, nó đến trước mặt mình, nó chìa cái tầm đóng vé số ra, mình nhìn như vậy, mình cảm thấy nó nhói lòng chút xíu các bạn, mặc dù con bé đó mặt cứ đơ như thế này nè, mặc dù nó không phải kiểu chú ơi chú mua giùm con hay là cái gì lanh lanh nhau mình. Mình nhìn vào đó mình thấy rất là tội các bạn ơi. Một đứa bé như vậy đáng lẽ ra là phải đi đến trường đi học đầy đủ, tại sao bây giờ phải ngồi ngoài đây giữa cái trời đêm như thế này, không ở bên ba mẹ mà phải cầm sắp vé số mà đi lòng vòng nhìn bao nhiêu quán xá người ta ăn uống như vậy rồi chỉ tấm vé số ra không thấy tội nó sao. Mình cảm thấy rất là tội mấy đứa bé như vậy. Và mình cứ nhìn một đứa cháu mình nó kêu là con nhỏ này muốn đấm đầu mày ghê, mình coi con nhà người ta kìa. Thì nhìn nó rất là tội như vậy. Nhưng các bạn có biết rằng là ở Hàn Quốc ấy, những đứa bé vị thành niên sống một cuộc sống được pháp luật Hàn Quốc, chính phủ Hàn Quốc bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Những đứa bé từ khi mới sinh ra cho đến khi mà đến học đại học ấy, tụi nó sẽ được học một cái chương trình giáo dục của chính phủ, nghĩa là không cần phải đóng tiền học nha các bạn. Từ lớp 1, lớp 3, đến 10 đến lớp 12 là không cần phải đóng một cắc nào. Đặc biệt những đứa bé như vậy đấy, với cái tuổi còn rất nhỏ như vậy, luật pháp Hàn Quốc sẽ nghiêm cấm không cho những đứa bé như vậy đi lao động chân tay. Như là những đứa bé nào á mà mới còn nhỏ như vậy á mà lang thang ngoài đường cầm tờ vé số bán, đi xách ve chai, đi bán ve chai, hoặc đi làm những cái công việc linh tinh, như thậm chí đi làm hàng quán cũng không được nhận luôn nha các bạn nha. Các bạn sẽ rất là ít thấy những trường hợp mà những đứa bé còn nhỏ như vậy mà nhơ nhác, hoặc là nhìn mặt mũi lấm lem, hoặc là áo quần rách rưới. Thậm chí những cái như vậy đó mình chưa hề thấy một lần nào bên Hàn Quốc. Nhiều khi các bạn biết không, mình đi xe buýt hay mình đi trên đường mà nhìn xuống những cái con người đang đi trên đường, những đứa bé như vậy được đi với gia đình nhá, được ba mẹ dẫn đi ăn, được ba mẹ cho lên xe rồi xong rồi chở đi đến này đến chỗ kia rồi đi chơi với gia đình, nhìn hạnh phúc như vậy đó, mình cảm thấy nhói lòng. Tại vì sao mình nhìn vô những cái hoàn cảnh như vậy á, mình lại cứ thấy là tại sao dân Việt Nam mình lại không được như vậy. Các bạn thấy không, cái cuộc sống nó kiểu như là như vậy đấy, tại sao lại có người này lại có người kia, tại sao lại có những người giàu mà những người lại nghèo khổ như dân Việt Nam mình. Mà cứ mỗi lần mà thấy cái cảnh như vậy đó, mình cảm thấy là tại sao, thậm chí là những đứa cháu của mình đó các bạn, mình nhìn vào mình kêu sao những đứa cháu mình không được như vậy ta. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là lúc nào ở Hàn Quốc á các bạn cũng thấy những cái cảnh lúc nào cũng hào nhoáng, những con người ăn mặc sạch đẹp, những con người lúc nào cũng đi chơi, hay là những con người nhìn lúc nào cũng tỏ vẻ ra nhà giàu. Không có. Ở Hàn Quốc có một cái trường hợp rất là đặc biệt các bạn. Nếu các bạn đi ra ngoài ga tàu điện ngầm, các bạn sẽ thấy đa số là những ông chú, hoặc là lâu lâu cũng có một vài bà thiếp nằm chèm bẹp ngoài đường các bạn ạ. À, nằm chèm bẹp ngoài đường, nằm như thế này luôn các bạn ơi, nằm với mình nằm xạo ai rồi nằm này. Trời ơi sao mà nằm mà kiểu như là mình cũng không hiểu tại sao lúc đầu mới tới á, mình cứ nghĩ là ủa những người này bị gì vậy ta, những người này chắc là nhậu nhẹt say xỉn xong rồi nằm ra như vậy hả ta. Không phải các bạn ạ. À, những cái hoàn cảnh như vậy đa số đều là những người vô gia cư, những con người mà không có công việc làm, người ta phải ra đó nằm. Rồi các bạn sẽ phân tích tại sao lại có những người vô gia cư ở Hàn Quốc như vậy. Các bạn nói rằng là chắc mấy người này nghèo, rồi mấy người này không có việc làm, rồi chắc là xã hội bên Hàn Quốc nó quá là cái gì đó ghê gớm quá, cho nên là con người ta dễ mà thất bại như vậy. Không hề nha các bạn nha. Nếu các bạn ở Hàn Quốc một thời gian, các bạn sẽ thấy đó là ở Hàn Quốc nếu mình có sức khỏe bình thường, không có thiếu việc cho các bạn làm,
những người đó có thể đi vô những cái nhà hàng rồi làm lao động chân tay, làm bếp, làm phục vụ, làm đủ thứ. Các bạn đi làm, các bạn thấy ở đó, đặc biệt những bạn ở Hàn Quốc, các bạn thấy là các bạn đi làm rất thường xuyên với những người Hàn Quốc, đặc biệt là những người già, các bạn thấy rất là nhiều. Nhưng tại sao lại vẫn có những người như vậy? Đó là những người đó rất là làm biếng các bạn ơi. Vâng, những người đó thực sự rất làm biếng, và đặc biệt là những người đó có cái tính rất là kỳ cục các bạn, những cái tính rất là lạ luôn. Bây giờ các bạn có thể nhắn tin cho một người đó đang học ở Hàn Quốc, các bạn hỏi đi, đó là: "Ê, cái ông chú của mày, ông già mà làm chung với mày á, cái tính rất là kỳ cục đúng không?" Kiểu như là sẽ có một thành phần ở Hàn Quốc là có những cái con người á mà người ta có tính rất là khùng khùng điên điên các bạn, kiểu như là làm chung với các bạn sẽ thấy lúc nào cũng hầm 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 hầm, hầm các bạn, rồi kiếm đủ thứ để mà chửi, hay là ngồi cả ngày cứ lem bem khùng lem bem điên đủ thứ vậy đó các bạn ơi. Và đặc biệt là những cái con người như vậy rất là biến. Nếu các bạn thấy một số người, các bạn sẽ thấy là có một cái số người ở Hàn Quốc người ta rất là biết, người ta không chịu lao động chân tay, chứ không phải là ở Hàn Quốc không có việc để mà người ta có thể ra ngoài được nên nằm như vậy các bạn ạ. Mà như vậy nhé, các bạn thấy nằm như vậy đó là chuyện bình thường rồi, nhưng mà ở Hàn Quốc có một cái còn ghê hơn nữa, chính là ăn xin. Các bạn biết không, ăn xin nghĩa là gì? Là giống như Việt Nam mình đó, người ta nằm chật bẹp ở đó xong rồi người ta đưa cái đóng cái mũ hay là cái gì đó để người ta xin tiền, thì Hàn Quốc cũng có cái trường hợp như vậy. Và mình rất là mình cũng tưởng là mấy người này tội thế, tại sao lại bị như vậy, chắc là bị bệnh tật hay là bị cái gì đó nghiêm trọng lắm, cơ thể không có khả năng đi làm việc. Không hề, không hề nha các bạn, không có nhiều cái trường hợp mà người ta bị tật hay bị thương gì đâu. Nếu mà người ta bị tật như vậy thì ở Hàn Quốc có một cái gọi là cái bộ, gọi là bộ chuyên giúp đỡ cho những người mà bị khuyết tật này nọ, người ta sẽ có tiền chi cấp cho họ và họ không cần phải ra ngoài đường mà nằm lăn lết như vậy đâu. Những người mà nằm lăn lết như vậy đều là những người làm biếng lao động các bạn ạ. Tại sao mình nói vậy? Mình đã thấy một lần tận mắt, không phải thấy một lần mà cũng hai ba lần đó, là ở gần nhà mình có một cái ga tàu điện ngầm, thì có một cái ông chú đó, ổng mặc cái bộ đồ nhà sư nha các bạn nha, mặc cái bộ đồ màu xám ấy đấy, ổng nằm đó. Lúc mình tới mình thấy ổng nằm như vậy nè các bạn, đa số ăn xin nè nằm như thế nào mình chỉ cho các bạn nhìn nha. Là người ta nằm như vậy nè đấy, người ta sẽ lấy hai này camera quay của ổng đó, người ta sẽ chọc đít lên như thế này, người ta sẽ lấy hai tay như thế này nè. Kiểu như đó là một cái tư thế mà nếu các bạn nằm cả ngày thì các bạn sẽ không thấy đau, chắc là người ta chế ra tư thế đó. Đó là một trong những bí kíp của cái bang, thì các bạn biết đó, người ta nằm như thế này nè, người ta chọc đít lên và cúi mặt xuống vậy, chứ người ta không có đưa mặt ra đâu nha. Người ta cúi vậy xong, mặt trước đây người ta sẽ lấy một cái nón ấy và để lên đây, và sau đó người ta đi ngang qua, người ta sẽ thấy là có tiền này, người ta bỏ vô 1.000 won, 2.000 won. Nói chung là mình không thấy người ta cho nhiều đâu, nhưng mà vẫn có người làm như vậy rất là nhiều các bạn ạ. Cho nên á, nếu các bạn á mà có cơ hội đến Hàn Quốc, các bạn hãy thử làm ăn xin một lần xem sao. Đó là những tư thế mà mình khuyên các bạn nên làm khi mà các bạn đến Hàn Quốc để làm ăn xin thử. Thì nếu mà lỡ trường hợp mà ăn xin thiệt thì cũng không nói làm chi hết, nhưng mà có một lần nhé các bạn ạ, ăn xin Hàn Quốc rất là sành điệu. Mình thấy ông chú ấy nằm như vậy rồi nha, rồi nằm rất là mệt quá đấy, nằm như vậy nè, chưa không nằm như vậy nè, đang nằm giữa chừng ông tỉnh dậy. Ông tỉnh dậy các bạn ạ, ông móc điện thoại ra, ông ngồi nói chuyện, bà nói chuyện một chàng luôn mà ăn xin mà điện thoại xịn lắm nha các bạn nha. Ngồi nói chuyện rồi với mình không có để ý, nhưng mà mình thấy là ông nói chuyện một chàng luôn các bạn ơi. Nói xong mà kiểu như là như hợp tác kinh doanh hay là cái gì đó đó. Xong nói xong rồi ông lại nằm xuống, ông ngồi ăn xin tiếp. Ôi các bạn ơi, ôi mệt quá mệt quá. Ăn xin ở Hàn Quốc rất là hay đó, như vậy đó các bạn. Có thể các bạn thấy là người đang nằm trước mặt các bạn nhìn khỏe mạnh lắm nha. Những ông già đó thường là ông nói ông già, còn ông già 70 80 đâu mà thường là 30 40 thôi, nhìn còn sức khỏe còn đủ thứ hết á, chân tay lành lặn không có gì hết mà cứ đi ăn xin như các bạn nha. Mình vẫn không hiểu tại sao cái lý do như vậy, thì các bạn nên hỏi những người Hàn Quốc đi. Thế nên á, ở Hàn Quốc có một cái hay đó chính là mặc dù nước người ta phát triển, người ta chăm lo cho đời sống người dân rất là tốt luôn, nhưng mà bên cạnh đó vẫn có một số bộ phận không chịu phát triển chung với Hàn Quốc. Họ cứ làm biếng, họ không muốn vận động, họ không muốn lao động làm gì hết, và thế là họ bị tuột lại. Cho nên các bạn thấy ở Hàn Quốc vẫn có những nhiều người như vậy. Nếu các bạn không tin lời mình nói nha, các bạn nếu đang ở Seoul hoặc là các bạn đi du lịch tới Seoul ấy, các bạn hãy tới cái Gangnam Nam nhé. Có một ngày kia mình đi tới cái Gangnam Nam và mình đi xuống lúc đó khoảng là 2-3 giờ sáng đi chơi mấy đứa bạn á, 2-3 giờ sáng mình đi xuống dưới đó, mình đi ngang một cái khu gì đó mà nó ấm ấm, nó nóng nóng, tại cái lúc đó đang đang là mùa đông các bạn, nên là thời tiết rất là lạnh, mà không hiểu tại sao cái khu lại ấm ấm như vậy. Mình đi ngang mình thấy là một dàn người luôn các bạn ơi, một dàn người, người ta nằm lai láng như vậy đó các bạn,
nguyên một ổ tị nạn ở đó. Cho nên các bạn, nếu là các bạn không tin là ở Hàn Quốc vẫn có trường hợp như vậy, thì các bạn nên đến đó và các bạn coi thử coi có lời mình nói có đúng hay không. Thì đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn qua cái vlog ngày hôm nay. Nói chung là không phải là nói xấu gì Hàn Quốc, nhưng mà những cái gì mình thấy, những cái gì mình biết được thì mình muốn chia sẻ cho các bạn bằng chính cái cảm xúc chân thật của mình nhất. Cho nên là lỡ mà có đụng chạm ai gì đó hay là có làm gì ai đó buồn thì các bạn cũng thông cảm nha. Và nếu các bạn đang đi du học ở Hàn Quốc á, thì các bạn hãy thử comment một lần mà các bạn gặp những trường hợp như vậy cho những bạn đang xem vlog này. Và đặc biệt những bạn Việt Nam ấy, các bạn ấy không có cơ hội đến Hàn Quốc, các bạn có thể biết thêm nhiều về đất nước Hàn Quốc thì sao. Ok, và vlog ngày hôm nay đến là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi vlog ngày hôm nay nha. Bye bye.